Có lẽ là chụp lên như thế này thì cô mới thấy rằng là cái tình trạng của mình nó tệ như thế nào đúng không cô? Chứ đôi khi là trước đây mình có đeo cái hàm tháo lắp ấy thì mình cười lên đôi khi mọi người cũng không biết rằng là nó như thế này. Bản thân mình đôi khi cũng không tưởng tượng được nó như thế này. Đó thì đây chính là cái hình ảnh mà khi mà bọn cháu chụp thăm khám và chụp lên trên cái phim này, nó gọi là cái phim toàn hàm, thì sẽ thấy được toàn bộ hai hàm răng của mình thì gần như là hàm trên là trống trơn rồi, hàm dưới cũng vậy, chỉ còn duy nhất hai ba chiếc như vậy. Trên cái phim này bọn cháu cũng sẽ khảo sát được một cái điều nữa, đấy là cái xương và mật độ xương của mình. Thì ở đây là thấy rằng là cái tình trạng xương hàm còn lại khá là kém, đặc biệt là ở hàm trên. Tại vì là hàm trên này thì nó sẽ có mấy cái cấu trúc nó liên quan đến cái xoang hàm ở đây. Đó, xoang ở đây này. Rồi cái xương bình thường ngày xưa ấy, xương nó nằm ở trên này. Thì bây giờ nó đã tiêu tiêu bẹt xuống dưới này rồi. Ngày đấy thì cô chắc cũng cô cũng có dùng cái hàm tháo lắp rồi cô nhỉ? Cô dùng Cô dùng cái hàm tháo lắp đấy được bao lâu? 8 năm. 8 năm liền. À, cô đã thay bao nhiêu cái hàm tháo lắp rồi? Tôi thấy 3 lần. 3 lần cái hàm tháo lắp. À. Thế mỗi một lần thay đấy là do nó rụng cái răng mới đi hay là nó lọc hay như nào? Mỗi lần thay đấy xong bắt đầu lắp lắp xong lại rụng cái răng bên cạnh thì lại đương nhiên lại phải làm lại. Nó lỏng thì lại thay lại cái hàm lỏng mới. lại phải làm lại. Vâng. Cái hàm tháo lắp khi mà cô sử dụng ấy thì cô thấy là cái những cái bất tiện gì cô có thể nói cho mọi người xem nào? Hàm tháo lắp thì nói chung là chỉ gọi là làm để cho nhìn khỏi xấu thôi, chứ còn Vâng. đúng ra là ăn uống là vất vả. Vâng. Lúc đầu thì cũng được nhưng dần dần lỏng nó ăn đau lắm, Vâng. nhai là đau cập kênh bập bênh, Vâng. nhiều lúc là điếng cả người. Đó thì những ai mà đã từng dùng cái hàm tháo lắp này thì sẽ thấy là cái những cái bất cập của nó, ví dụ như là cái hàm thì nó lọc lúc đầu nó có thể khít nhưng mà càng dùng nó càng lọc. Đó, thứ hai nữa là càng dùng thì cái hàm nó chính vì nó lỏng mà thành ra là nó sẽ kéo những cái răng thật còn lại nó cũng cũng bị lung lay theo, và càng ngày thì nó sẽ càng mất thêm nhiều răng hơn. Đây là cái hình ảnh mà sau cái khi mà chúng cháu tái lập lại cái hàm, hai cái hàm sau khi mà chồng hàm trên thì có lắp cho cô một cái hàm tạm tháo lắp ở hàm trên. Tại vì là trong trường hợp của cô ấy thì cái xương hàm trên nó yếu quá, do vậy mà chúng tôi đã phải vùi những cái chân răng vào. Sau khi mà chúng tôi trồng những chân răng implant thì chúng tôi đã vùi cái chân răng vào. Và sau đó chúng tôi có làm cho cô một cái hàm tháo lắp tạm như vậy. Và đây là cái hình ảnh phim X quang sau khi mà trồng hàm trên và trồng hàm dưới. Ở hàm trên này thì chúng cháu đã cố gắng tìm ra những cái vị trí gọi là vị trí xương nó còn tương đối, mặc dù những cái vị trí còn lại đấy nó cũng không phải là tốt lắm đâu nhé, nhưng mà gọi là tốt hơn những chỗ khác thì mình trồng. Và phía trên của cái hàm này thì là sẽ là cái phần màu trắng đấy, cô thấy một cái dải màu trắng này này. Đó, đấy chính là cái hàm của mình nó đang đứng ở trên các cái chân răng này. Và hai cái thành phần này thì nó liên kết cố định với nhau thông qua những cái ốc nhỏ ở trong này. Cái hàm này nó có thể tháo ra được nếu nó có vấn đề gì đó. Tức là cái chân ấy thì nó đã được liên kết tích hợp chắc chắn vào xương rồi, nhưng mà cái hàm này này thì mình có thể tháo ra được. À, cháu có thể tháo ra được chứ cô không thể tháo ra được. Còn cô ấy hàng ngày ăn uống thì mình chỉ có là như nó coi nó như răng thật thôi, mình chải răng các thứ tại vì nó cố định mà, cứ chải răng súc miệng như bình thường. Đây là cái hình ảnh mà mới chụp ngày hôm nay đó, thì là cái hàm trên này. Cô thấy là hàm trên thì ở trong trường hợp này thì bọn cháu làm bằng sứ và hàm dưới là làm bằng nhựa đó. Nhựa thì nó sẽ không không có thể là gọi là độ đẹp ấy, rồi độ cứng nó không thể bằng sứ được. Nhưng mà cái đặc điểm mà mình cần làm một hàm sứ một hàm nhựa đấy là nó sẽ êm hơn. Tức là nếu mà mình có hai hàm sứ mình nhai thì nó sẽ có tiếng kêu, rồi nó cảm giác là nó cứng, nó không có độ độ êm như cái hàm nhựa này. Đó, đây là cái hình ảnh mà cháu vừa chụp xong. Đó thì cũng là sự thay đổi rất là lớn phải không ạ? Khác hoàn toàn, có thể nói là chắc cũng trẻ ra. Bây giờ ở thời điểm hiện giờ cô cười các thứ, cô nói chuyện này cô thấy nó khó khăn gì không? Không, cô thấy bình thường, Bình thoải thường. mái. Cô sẽ cho mọi người ngắm một chút cái hàm răng của mình nhé. À, cười cô cười tươi hết cỡ. Đó. Cô đã đưa lưỡi, cô thấy có thấy thoải mái không? Hàm trên, Thoải hàm mái, dưới. Thoải mái đúng không? không có gì vướng mắc, Cô cười tươi vẫn hết thoải cỡ. mái. Như là thời thời thanh niên răng cô chắc cũng đẹp cô nhỉ? Thời thanh niên răng cô đẹp nhưng mà mỗi là răng hơi đổ vào trong. Hơi đổ vào trong. Cái hàm này có lẽ là nó về thẩm mỹ nó cũng hơn hàm ngày xưa đi. Hơn Và trông đẹp hơn. sau cái hàm này, cái giai đoạn hàm tạm là cô cũng đã tăng được mấy cân rồi phải không cô? Tăng được 3 cân. 3 cân. Thế cô ăn Còn được hơn. Ai bảo bây giờ là trông béo ra mà không
trông còn lúc còn không muốn nhận ra nếu mà trang điểm một tí. Đó, bây giờ về độ đẹp thì thực tế là trên tất cả những trường hợp với bọn cháu đều cố gắng là thiết kế cái nụ cười ấy, nó mang tính cá nhân, tức là mỗi một người thì nó có một cái khuôn mặt riêng, rồi nó có một cái kích thước răng riêng, cái thậm chí là cái màu răng nó cũng riêng, cái form răng nó cũng riêng. Cho nên cô bảo là chỉ có tư vấn cho cô, chứ còn bây giờ không phải theo ý thích mình chẳng hạn. Đúng rồi. Mình thích trắng quá hay là nó không phù hợp với cái làn da. Vâng, đúng rồi. Chỉ có bên thẩm mỹ mới biết được cái điều đó. Đúng rồi. Đôi khi bọn cháu tổng hợp nhiều cái để bọn cháu ra một cái phù hợp, chứ còn đôi khi mỗi một người đánh giá nó không hết bằng bọn cháu. Nhưng mà bọn cháu cũng trên tinh thần là tôn trọng với cả ý kiến của mọi người kết hợp nữa. Về độ đẹp thì cháu nghĩ là cái hàm này cũng rất là ok rồi, tại vì cháu cũng căn chỉnh rất là chi tiết rồi. Bây giờ cháu sẽ cho cô ăn thử một cái gì nhá. Cô sẽ ăn thử. Đây là lần đầu tiên cô ăn với cái hàm mới. Thì cô sẽ ăn và cô sẽ cho cháu cái cảm nhận về cái hàm mới này như nào nhá. Đó. Rất thoải mái, nhẹ nhàng. Cô cứ cắn răng cửa, cô nhai đều bên trái bên phải. Cô thấy có gọi là có cái gì nó cảm giác nó khó chịu không? Không. Toàn. Có một số cái chú ý cô sẽ nghe kỹ như này nhé. Một là chú ý về mặt ăn uống. Thì ăn uống là mình sẽ tránh những cái đồ gì nó cứng quá. Tại vì cái hàm này bản chất là nó là cố định và nó rất là cứng. Hàm trên cứng, hàm dưới cứng. Nếu mà mình ăn vào cái vật gì đó cứng nhưng mà cái cảm nhận về độ cứng của thức ăn của cái hàm này là nó không có. Tại vì nó đứng yên mà. Ví dụ như răng thật cháu cầm một miếng ổi chẳng hạn, cháu cắn thì cháu biết là cái ổi này nó ở mức là mềm hay cứng như nào, tương đối cháu có thể đánh giá cảm nhận rất rõ. Nhưng mà cô cảm nhận nó sẽ khó hơn. Đấy, do vậy mà chính vì khó hơn như vậy mà đôi khi là mình quên cái, mình cầm cái kẹo lạc mình cắn thì mình cắn mạnh quá chẳng hạn thì nó thì sứt cái răng này. Ví dụ như vậy. Thì trong cái ý niệm mà mình khi mình sử dụng hàm ấy, mình luôn luôn nhớ là dùng nó cũng nhẹ nhàng thôi. Tránh những cái đồ gì cứng quá. Đấy, cái thứ hai nữa là mình chải răng vệ sinh như răng thật của mình. Vì ăn xong thì sẽ có động tác là mình súc miệng sạch này, sau đó mình chải răng sạch trên dưới ngoài trong. Nó không giống cái hàm tháo lắp ngày xưa là phải bỏ ra chải ở ngoài nữa rồi. Nhưng mà cái này thì chải cũng kem đánh răng như bình thường. Tóm lại mọi thứ như bình thường hết, cô cứ chải ngoài chải trong đầy đủ hết. Đó, chỉ cần xong 6 tháng thì cô kiểm tra tái khám cho cháu một lần. Nói chung là từ cái ngày mà cô đi làm răng mỗi một lần tái khám và cháu cũng thấy là cái mức độ vệ sinh trong miệng cô là tốt hơn hẳn đấy. Tốt hơn hẳn. Đó. Thay mặt nha khoa Thúy Anh thì ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng thì cháu xin gọi là cảm ơn cô đã đồng hành, đã tin tưởng bọn cháu, thậm chí là cũng giới thiệu rất là nhiều khách hàng tới cho bọn cháu. Cô cũng rất là cảm ơn nha khoa và rất là cháu Huy là làm việc là rất là nhẹ nhàng, kể cả bác sĩ nào cũng vậy. Vâng. Nhẹ nhàng, tận tình và cô rất tin tưởng. Dạ vâng. Thế hẹn cô thì cứ định kỳ cô lại cô cháu lại gặp nhau cô nhé.